Chương 1.1 Nhân vật chính Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Di Lăng Lão Tổ. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Cúc Hồ Vong Tiện Tạm Đọc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, Giang Trừng, Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh Trách Vu Quân Lam Hy Thần Lần Lăng Kim Thị Kim Lăng Cô Tô Lam Thị Lam Tư Truy, Lam Uyển, Cô Tô Lam Thị Lam Cảnh Ngai Thang Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tăng Liễm Phương Tôn Kim Quang Đa Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần Gọng Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết Sơn Ông Thị Ông Tình, Ông Nhu, Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Liết Dương nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả